Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào các bạn khán giả yêu mến của tin mới. Nền quốc phòng an ninh của nước ta dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc đã có những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt chiều dài lịch sử, nền quốc phòng an ninh đã thực hiện nhiệm vụ cách mạng to lớn cho dân tộc, đã thắng lợi trong công cuộc đánh đuổi quân xâm lược, góp phần giữ vững nền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nền quốc phòng an ninh có vai trò to lớn trong việc giữ vững ổn định nền chính trị, phòng chống các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Việt Nam chúng ta trong những năm qua, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, cũng đã bước đầu có những nghiên cứu về các loại vũ khí và đạt được những thành công đáng kể. Chúng ta đã có thể tự phát triển và sản xuất hàng loạt súng bộ binh mới, cải tiến một số trang thiết bị hạng nặng như là xe tăng, pháo và tàu chiến. Nổi bật trong đó chính là nghiên cứu thành công tên lửa đạn đạo Scud. Vậy thì thực hư chuyện này là như thế nào? Sức mạnh của tên lửa Việt Nam sản xuất đã đến mức nào nhỉ? Xin mời các bạn khán giả hãy cùng tin mới tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Hiện nay, cùng với kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, ngoại giao, sức mạnh quân sự ngoài việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ còn là một tiêu chí quan trọng xác lập vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Một số nước lớn phát triển sức mạnh quân sự, nhất là vũ khí hạt nhân, tạo ưu thế tuyệt đối nhằm bảo vệ vị thế siêu cường, tranh giành lợi ích chiến lược răn đe đánh đòn phủ đầu, sẵn sàng sử dụng sức mạnh khuất phục chiếm đoạt lãnh thổ, tài nguyên nước khác phải tuân theo sự dẫn dắt, áp đặt của mình. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã thúc đẩy các cường quốc Mỹ, Nga, Pháp chế tạo những tên lửa đạn đạo mạnh với tầm bắn xa, khả năng phá hủy trên quy mô lớn, độ chính xác cao và những cải tiến hiện đại. Đầu tiên phải kể đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa LGM-30 Minuteman III là một phần trong lực lượng phòng thủ chiến lược của Mỹ. Loại vũ khí này có khả năng phản ứng nhanh, độ chính xác cao và khả năng nhắm bắn mục tiêu ở khoảng cách xa. Tên lửa Minuteman có tầm bắn gần 10.000 km và tốc độ xấp xỉ khoảng 24.000 km/h. Ngoài ra còn có những vũ khí có sức mạnh khủng khiếp khác, phải kể đến như M51 là một tên lửa đạn đạo được triển khai từ tàu ngầm của Pháp R-29 RMU 2.1 Laser, là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Nga, được phát triển từ phiên bản R-29 RMU 2 Cinevra trước đó. Cuối cùng là RS-24 Ya là một tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga, thuộc những hàng tên lửa mạnh nhất thế giới. Loại vũ khí này có tầm bắn 12.000 km và được thiết kế để tấn công các mục tiêu một cách chính xác, cũng như khó có thể bị theo dấu hay đánh chặn. Nếu những tên lửa này mà bắn vào đất nước hình chữ S thì thật khủng khiếp phải không các bạn? Trong lúc các cường quốc ra sức phô trương sức mạnh quân sự thì các bạn khán giả thắc mắc rằng Đảng và nhà nước ta đã có những đường lối bước phát triển như thế nào với quân sự để thể hiện uy thế bảo vệ chủ quyền đất nước. Mới nhất, Việt Nam lần đầu công khai tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á. Nếu bạn là người đam mê về vũ khí thì chắc hẳn các bạn sẽ không còn xa lạ gì với loại tên lửa đặc biệt này đúng không ạ? Tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, lần đầu tiên hệ thống tên lửa đạn đạo của Việt Nam đã được công khai ra mắt công chúng. Dù được phát triển từ cuối những năm 70, tuy nhiên Scud vẫn là một trong những mẫu tên lửa đạn đạo chiến thuật phổ biến nhất thế giới hiện nay, nhất là vai trò này đặc biệt của nó trong binh chủng pháo binh Việt Nam. Hiện tại, toàn bộ số tên lửa Scud của Việt Nam đều thuộc sự quản lý của Lữ đoàn 490, binh chủng pháo binh. Tên lửa đạn đạo Scud nằm trong biên chế của Việt Nam là loại Scout B, mang tên mã R-17 do Liên Xô sản xuất. Đây là phiên bản được sử dụng để xuất khẩu là chủ yếu, và theo ước tính có tổng cộng 7.000 tổ hợp Scud loại này từng được chế tạo. Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 32 nước trên thế giới đang sử dụng loại tên lửa Scud B, trong đó có cả Việt Nam. Ngoài ra còn có 4 nước khác trên thế giới hiện vẫn đang nắm giữ công nghệ sản xuất loại tên lửa này, được chuyển giao từ thời Liên Xô. Tên lửa Scud B lần đầu được phóng vào năm 1961 và được đưa vào biên chế sử dụng từ năm 1964 tới nay. Kể từ đó tới nay, dù đã trải qua hơn nửa thế kỷ nhưng Scud B vẫn là thứ vũ khí đáng gờm ở nhiều quốc gia, là phiên bản cải tiến của R-11 Scud AR-17, có khả năng mang được các loại đầu đạn bao gồm cả đầu đạn hạt nhân, đầu đạn hóa học, đầu đạn thường và đầu đạn nổ mảnh. Ban đầu, các tên lửa Scud B được đặt trên xe kéo bánh xích loại 2P19 giống với phiên bản Scud A.
Tuy nhiên, sau đó phiên bản xe bánh lốp loại Mark 543 đã được thay thế để có hiệu năng cơ động tốt hơn so với phiên bản bánh xích. Tên lửa Scud B dài 11,25m và có đường kính 0,88m. Loại tên lửa này có thể cho tầm bắn tối đa lên tới 300km. Tốc độ tối đa của Scud B có thể đạt lên tới là Mach 5, tương đương với khoảng 1,7km/giây. Do có tốc độ quá cao, độ chính xác của tên lửa Scud B chỉ đạt ở mức trung bình, trừ phiên bản hiện đại nhất là Scud D, sử dụng dẫn đường với thiết bị dẫn hướng đầu cuối DS-Mark. Tất cả các phiên bản còn lại của Scud đều chỉ sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính nên có độ chính xác không cao. Phiên bản Scud B của Việt Nam có độ lệch mục tiêu tối đa 450m trong điều kiện thử nghiệm. Tuy nhiên, với khả năng mang theo đầu đạn nhiệt hạch có sức nổ từ 5 cho tới 80 kiloton, độ lệch mục tiêu khoảng 400m là hoàn toàn không có nghĩa lý gì do sức nổ của đầu đạn cỡ này là quá lớn. Theo thông tin được tìm thấy trong báo cáo số lượng tên lửa đạn đạo khắp thế giới được công bố vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, thì Việt Nam hiện có 24 tổ hợp tên lửa loại này, kèm theo đó là một lượng lớn tên lửa dự trữ do Liên Xô chuyển giao cho ta. Trên cơ sở phóng sự của truyền hình quốc phòng Việt Nam về dự án phát triển tên lửa Made in Việt Nam, trang tin quân sự tiếng Nga Towa.ru vừa có bài bình luận về những bước tiến mới của công nghiệp quốc phòng nước ta và đánh giá việc Việt Nam chế tạo thành công nhiều loại tên lửa bằng nguồn lực trong nước để sớm gia nhập câu lạc bộ tên lửa thế giới. Theo đó, bất kỳ quốc gia nào tiềm lực tài chính đủ mạnh và ít bị tác động bởi các yếu tố chính trị thì đều có thể dễ dàng mua sắm một số loại tên lửa có sẵn trên thị trường thế giới, từ tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, tên lửa diệt hạm, thậm chí cho tới cả tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, để sở hữu công nghệ chế tạo và sản xuất ra tên lửa lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Không phải cứ quốc gia lắm của nhiều tiền nào cũng có thể nắm được. Hiện nay, bí quyết công nghệ chế tạo tên lửa đỉnh cao chỉ có một số quốc gia sở hữu được mà thôi. Có thể kể đến như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia phát triển khác. Tuy nhiên, những công nghệ hàng đầu như vậy thường sẽ được quốc gia sở tại giữ bí mật tuyệt đối, rất hiếm khi chia sẻ, trừ khi có những thỏa thuận đặc biệt. Nhưng thật ngạc nhiên, Việt Nam đang có những bước tiến thần kỳ để rút ngắn khoảng cách với các cường quốc bằng chính nội lực của mình. Theo đó, một nhóm các nhà khoa học thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ thuộc Hiệp hội Vũ trụ Việt Nam cùng với Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã bắt tay vào nghiên cứu dự án VT-TLD-14-15. Mục đích của dự án là phát triển tên lửa đẩy Made in Việt Nam. Hiện giai đoạn phóng thử đã được tiến hành với mẫu tên lửa 3 tầng mang tên TV-01. Độ cao phóng thử đạt tới 4.000m và sẽ còn tiến cao hơn nữa. Tham vọng của dự án là thiết kế và chế tạo thành công một dòng tên lửa đẩy để phóng vệ tinh cỡ nhỏ vào quỹ đạo địa tĩnh của trái đất phục vụ mục đích thông tin liên lạc. Tuy nhiên, giống như bất kỳ quốc gia nào khác, việc ứng dụng thành công tên lửa trong lĩnh vực dân sự có thể ứng dụng sang lĩnh vực quân sự và ngược lại, Việt Nam cũng vậy. Topwa.ru chỉ rõ, vừa qua, truyền hình quốc phòng Việt Nam đã giới thiệu hình ảnh ghi lại quá trình phóng thử nghiệm một tên lửa đẩy mà dường như được thiết kế cho nhiệm vụ chiến đấu. Phiên bản tên lửa được mang tên là TV-02. Điều đó cho phép chúng ta có thể nói Việt Nam đang trên đà gia nhập câu lạc bộ tên lửa, nơi hội tụ các quốc gia tự chế tạo được vũ khí tên lửa. Công nghệ vũ trụ là một lĩnh vực hoàn toàn mới ở Việt Nam. Tuy vậy, với sự quyết tâm của các nhà khoa học tới từ nhiều đơn vị cả trong và ngoài quân đội, chúng ta đã có những thành tựu bước đầu đáng khích lệ. Trong tương lai sẽ có thêm nhiều mẫu tên lửa Made in Việt Nam hiện đại được sử dụng trên thực tế, trên cơ sở những tên lửa mẫu thử nghiệm như hiện tại. Tất nhiên, để đến được lúc đó cần phải có thêm thời gian, mọi thứ phải có cơ sở vững chắc, không thể đốt cháy giai đoạn. Cùng với làn sóng đầu tư nước ngoài tăng mạnh, vào đầu năm Mitsubishi là một trong những tập đoàn công nghiệp nặng hàng đầu thế giới về sản xuất thiết bị, máy móc tổng hợp. Với những sản phẩm và dịch vụ có độ uy tín cao, đến nay họ đã cung ứng khoảng 500 mặt hàng ra thị trường trên nhiều lĩnh vực đa dạng, từ hệ thống phát điện, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo cho đến máy bay, tên lửa vũ trụ, hàng hải. Hiện Mitsubishi đang có hai cơ sở tại Việt Nam, đó là công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyên lắp ráp, vận hành thiết bị phát điện và công ty tại Hà Nội. Với ngành nghề chính là lắp ráp linh kiện cho máy bay tư nhân. Cách đây 5 năm, Mitsubishi đã phối hợp với Đại học Bách khoa và Đại học Điện lực để xây dựng và mở các khóa đào tạo liên quan đến điện hạt nhân và công nghệ hàng không. Tập đoàn tỏ mong muốn trong tương lai gần, Việt Nam sẽ trở thành đối tác tiềm năng trong ứng dụng vệ tinh và phát triển ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Ngoài lĩnh vực thương mại, Mitsubishi còn được biết đến với vai trò là nhà cung cấp vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự hàng đầu cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
Có thể kể ra đây vài sản phẩm như máy bay chiến đấu F-2, tàu khu trục Aegis Kongo, Atago hay tên lửa đánh chặn, với việc tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi đang tập trung nguồn lực để đầu tư sang các nước Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một trọng điểm. Chúng ta cần nhanh chóng tận dụng cơ hội để nắm bắt những công nghệ tiên tiến của bạn. Nếu thành công, Việt Nam sẽ có được lợi ích vô cùng to lớn, trước mắt là để phục vụ cho nền kinh tế quốc dân, trong khi xa hơn nữa là đặt nền móng chuẩn bị cho một ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại ở tương lai. Các bạn thân mến, qua video ngày hôm nay các bạn cũng có thể nhận thấy tên lửa đạn đạo là một loại vũ khí rất đáng được chú ý tại nước ta. Trong những năm tới, với sự phát triển mạnh về kinh tế cùng với sự đầu tư từ các nước lớn trên thế giới, nước ta đang có rất nhiều cơ hội để có thể tiếp nhận những công nghệ về tên lửa. Cùng với đó, nước ta cũng luôn chủ động tự mình nghiên cứu để có thể dần bắt kịp với các cường quốc lớn. Nhiều vũ khí, khí tài quân sự Việt Nam hướng đến xuất khẩu. Tuy nhiên, với việc là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á sở hữu tên lửa đạn đạo Scud, cho phép Việt Nam củng cố uy thế dẫn đầu khu vực với sức mạnh quân sự, đặc biệt là khả năng triển khai tấn công tầm xa phủ đầu. Có thể nói tên lửa Scud vẫn là thứ vũ khí rất lợi hại trong tay quân đội Việt Nam các bạn nhé. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nghĩ sao về tên lửa đạn đạo Scud của Việt Nam hiện nay? Hãy cho Tin Mới biết thêm suy nghĩ của các bạn bằng cách comment ở phía dưới nhé. Cũng đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào và hẹn gặp lại!